Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Nghĩa Thơm Audio. Kính chào tất cả các bác yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Nay bên em thì mới về được 3 cái mẫu đẩy. Vâng, bên em mới về được 3 mẫu đẩy của thương hiệu TD Acoustic. Vâng, những sản phẩm chính hãng của thương hiệu TD Acoustic, với một mã LA650G. Vâng, tem 7 màu của TD Acoustic, tem chính hãng. Đây là sản phẩm chính hãng các bác nhá. Vâng, với giao diện rất là đẹp, rất là sang trọng, với thiết kế mới. Mặt thiết kế một màu vàng, rất là sang đấy các bạn. Vâng, tiếp theo đó là một chiếc mã LA650GL. Và một chiếc tiếp theo là TD Acoustic, mã sản phẩm là LA550SA. Vâng, thì bên em hôm nay mới về 3 cái mẫu này. Thưa quý vị và các bạn, ba chiếc mẫu đẩy này thì xin được giới thiệu đến các bác. Vâng, bên em bán 3 mẫu này đồng giá các bác nha. Vâng, một giá thôi. Một lát nữa em sẽ báo giá cho quý vị và các bạn. Và đây là nội thất. Vâng, nội thất của chiếc đẩy LA650GL với công suất là 650W một kênh, dư sức đánh một cặp 30 công suất khủng các bác nhá, một cặp 30 hay là hai cặp 25. Đầu tiên giới thiệu đến quý vị là một chiếc nguồn xuyến khá là lớn và dày. Vâng, với chiếc này là sản phẩm chính hãng, đều được có thông số đầy đủ. Vâng, và đây là sản phẩm sản xuất mùng 7 tháng 3 2020. Vâng, mở hàng mới nhất mà bên em mới nhập về, nguồn đồng các bác nha, đồng xịn 100%. Tiếp theo đó là những chiếc tụ lọc. Vâng, như quý vị thấy 6800 80V trên một chiếc, và đều được là sản phẩm chính hãng của Acoustic các bác nha. Vâng, chính hãng 100%. Tất cả những linh kiện đều được sử dụng linh kiện chính hãng. Vâng, sò thì sử dụng sò Japan các bác nha. Hàng chuẩn, rất là xịn. Và được sử dụng 4 chiếc quạt gió làm mát cho hai kênh. Mỗi kênh được 2 chiếc, một chiếc hút và một chiếc đẩy. Được sử dụng 24 sò công suất. Vâng, sử dụng 24 sò. Với hàng chuẩn chính hãng thì như quý vị thấy, quý vị để ý những linh kiện rất là sắc nét, đẹp không tì vết các bạn. Đều có mã số trên tất cả những con linh kiện, hàng chính hãng. Vâng, với chiếc đẩy hàng hãng TD Acoustic này thì đây, từ những chiếc cầu nối đây các bác, đều được làm đồng đúc cho ra cái tín hiệu rất là chuẩn và độ bền dài lâu. Vâng, và em cũng xin được báo giá đến quý vị và các bạn với chiếc đẩy LA550SA, LA650GL và
LA650G. Bên em bán cho quý vị và các bạn với 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng quý vị sở hữu ngay một chiếc đẩy hàng chính hãng công ty, bảo hành 12 tháng. Và quý vị nào đang xem clip của em mà chưa đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ bên em, cũng như chào đón những sản phẩm mới mà bên em sẽ giới thiệu đến quý vị cập nhật một cách nhanh nhất. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.